Mình xin chào tất cả các anh em. Cảm ơn anh em trong thời gian qua đã đăng ký và ủng hộ kênh của mình. Mỗi thứ sáu hàng tuần mình sẽ lên video vào lúc 3 giờ chiều. Anh em mua hàng thì có thể chốt mã hàng qua số điện thoại mình để trên tiêu đề. Anh em nào mua từng mua hàng bên mình đó thì mình sẽ ship đó. Nếu mà chuyển khoản thì bao ship, còn COD thì sẽ không bao ship ha. Còn anh em nào mua lần đầu thì hỗ trợ cọc giúp mình 50.000 nha. Mấy lần sau thì không phải cọc gì nữa hết. Rồi mình xin đi vào chi tiết video hôm nay nha. Rồi, đầu tiên là cây dao Betty đa năng ha. Cây này của Đức. Chữ đây anh em. Khâu đúc ha, cán gỗ khâu đúc. Cây này lưỡi là 16 cm, bản rộng là 2.6 ha. Cây này mỏng tầm 1 ly 1.5 ly vậy đó. Mã AC1 này mình bán 350 nha. Rồi mã AC2. Cái này là cái Santoku 3 lớp anh em. Thì cái này lưỡi nó 16.5. Bản rộng 4.4 ha. Cái này về khoảng 1.5 ly 2 ly. Chữ dập mặt bên đây. Cán gỗ hai chút pin. Rồi mã AC2 mình bán 270.000. Rồi AC3, cây này là cây Santoku 3 lớp, ốp không gỉ, lõi kháng gỉ luôn, đến từ làng ghiền Sakai ha. Ở đây nó có dập mắt thép, khả năng là thép SG2. Ở đây nó có hai gạch nè. Rồi khâu đúc ha, hoàn thiện rất là đẹp nha. Bên đây có chữ khắc thủ công. Rồi mã AC7 này, Santoku 18, bản rộng 4.5. AC3 này bán 700. Rồi tiếp theo giới thiệu anh em một cây dao của hãng Misono ha. Cây này thì sử dụng thép Thụy Điển nha. Cái này dáng nó là Sujihiki, lưỡi 30 cm, bản rộng 4.5 và độ dày nó tầm khoảng 3 ly. Cán gỗ 3 chốc đồng ha, khâu inox. Rồi mã AC4 này mình bán là 1.3 triệu. AC5, cây Ryuto Vân Búa Damascus ha. Rồi cây này lưỡi 20.5 cm, bản rộng là 4.4 nha. Mã AC5 này em bán giá 1.5 triệu. Rồi AC6, một cây Ryuto cũng 21 cm, bản rộng 4.5, khâu đúc, cán gỗ ha, 3 chốt pin, cầm rất là ôm tay nha. Chữ đây anh em.
Rồi AC6 500. Rồi AC7. Giới thiệu anh em cây dao của hãng Masahiro ha, sử dụng thép kháng rỉ. Cây Santoku này lưỡi 17.5 17 cm anh em, bản rộng 4.8. Tầm khoảng 1 ly rưỡi ha. Khâu đúc cán rất là đẹp ha. Hiện trạng cây này còn khá mới. Rồi, mã AC7 này mình bán 400 nha. Rồi AC8 cũng Masahiro nè, mà cây này thì là cây Gyoto nha. Lưỡi 20.5. Bản rộng 4.5 ha. Rồi cây này với cây kia là một cặp á. Cây này mình bán 450 nha. Rồi AC9 cũng Masahiro luôn anh em. Cây này lưỡi 16.5, bản rộng 4.7, độ dày tầm ly rưỡi 2 ly nha. Cây này thì nó không đẹp bằng mấy cây kia, mình bán 250 thôi. Rồi AC10 ấm trà Tetsubin ha, chất liệu bằng gan nha. Đây, cái đầu lọc còn mới tinh. Rồi AC10 500. Rồi AC11 cũng 500 anh em. Cái này thì ngoài ấm trà ra thì mình có đi kèm một cái đế ha. Cái dĩa đi, gọi là cái dĩa đi. À, nguyên bộ này nha, 500. AC12. Giới thiệu anh em một cái lưỡi bào sử dụng siêu thép ha. Rồi lưỡi vân trên lưỡi nó có vân ha. Vân Damascus. Nhiều lớp ha, gấp nhiều lớp nha. Rồi, mặt sau nó có in hình con hạc ha, này là chữ. Này nó có hoa văn. Rồi, lưỡi bào này em bán giá 500 nha. Rồi, mình lấy lộn mã 14 rồi. Rồi, sẵn mình review mã 14 luôn nha. Cây dao Kiri ha, dao gấp cành. Chữ đây anh em. Lưỡi 17 cm. Ở cái cây dao dài 17 cm, bản rộng lưỡi là 6 ha. Bên đây khắc họa tiết hình rồng ha. Đây cũng có logo nè. Dòng này gọi là Kiri. Rồi AC4 này mình bán 250 nha. Đây AC13 này bán 200 anh em. Cái lưỡi mình là cái lưỡi của Usuba. Chữ mặt bên đây ha. Cái lưỡi này sử dụng thép giấy trắng anh em. Mà hư cán rồi, mình bán lưỡi cho anh em nào về gắn vào cán mà sử dụng nha, 200. Rồi AC15 ha. Santoku 3 lớp. Chữ hai mặt nha. Rồi lưỡi 16.5, bản rộng 4.2. AC15 bán 230.000. Rồi AC16. 220 luôn. Lưỡi 16.5, bản rộng 4.8. Cán gỗ khâu đúc ha. Rồi AC17 3 lớp luôn, thép 3 lớp. Lớp không gỉ lõi carbon ha.
280 luôn anh em. Lưỡi 16.5 bản rộng 4.3 nha. Rồi AC18. Cái này cũng khâu đúc. Thép 3 lớp, lõi carbon ốp kháng rỉ. Rồi 270.000 luôn. Rồi AC19 nè. Một cây ghi ô tô lưỡi 18 á. Bằng 4.5 và độ dày 4 ly trong góc cán. Cái này do 3 lớp anh em. Lõi thép giấy xanh nha. Chữ đây ha. Này nó hoàn thiện bề mặt vân dấu vuông đi. Dùng để chống dính nha. Cán gỗ khâu gỗ ổn định nha. Lưỡi 18, bản ngọc 4.5, dày 4 ly. AC19 1.3. Rồi AC20, này cây đề 3 nè. Cũng hoàn thiện bề mặt vân dấu vuông nè. Cũng để chống dính nè. Cây này lưỡi 18.5, bản ngọc 5.2 và độ dày nó 9 ly. Mã AC20 này mình bán là 1 triệu. Cho cây đề 3... vân vuông ha. Anh em nào mua một cặp này luôn á thì mình bán là 2 triệu chẵn đi, 2 triệu chẵn nha. Còn mua lẻ thì giá trên từng cây. Rồi cây đề 3 AC21 này khâu sừng vàng đó. Lưỡi 18 bản ngọc 5.4 và độ dày nó 10 ly. Rồi, cái này bán 900 nha. Rồi AC22 này cái Nakiri nè. 3 lớp ha. Ốp này giống ốp kháng rỉ á. Cái này nó ám ám do ngoài bãi nó dính lên. Cây này khả năng là 3 lớp kháng rỉ nha. Mình không biết chính xác đâu, nhưng mà bán 450 nha. Lưỡi 16.5 bản rộng 5. Cán này là mình thay nha. Cán bát giác khâu sừng, sừng trâu. AC23. Một cây Nakiri nè, rèn tay cao cấp, rèn tay đặc biệt á. Cây này sử dụng thép giấy xanh số 1 ha, đến từ rèn Tosa. Rồi Nakiri thép giấy xanh số 1 AC3 này bán 650.000. Lưỡi 16 bản gọng 4.5 và độ dày 3 ly ha. Rồi AC24, cây này cũng 3 lớp anh em, lõi carbon. Lưỡi 16.5, bản ngọng 4.5. Này tầm ly rưỡi 2 ly ha, 220.000. Rồi AC25, 270.000 luôn, khâu đúc nha. Lưỡi 18, bản ngọng 4.5, mà độ dày tầm 2 ly. AC26, cái này bán 450. Lưỡi 16 bản ngọng 3.5. Cái này của hãng Kia ha, sử dụng thép rất là đặc biệt nha, Super Zero kháng rỉ cao. Rồi AC26 450.000. Rồi AC27 anh em, dao Global. Lưỡi 12 bản rộng 3 và độ dày tầm 1 ly rưỡi, 2 ly. AC27 350.000. Rồi AC28 nha, cũng Global nha, 250 anh em. Hoàn thiện mặt vân halo chống dính. Lưỡi 11.5 bản rộng 2.7.
Rồi AC29 này, Betty 3 lớp anh em, ốp không rỉ, lỗi không rỉ ha, lỗi VG nha, của hãng Isito ha, hình hoa đào hoa mai vậy nè. Betty 3 lớp rất là hiếm gặp nha anh em, 250, lưỡi 13 bản gầu 2.7. Rồi AC30 ha, cũng Betty anh em, Sakai Takayuki này ha, 300.000 anh em, mã 30 này bán 300.000, lưỡi 15 bản gầu 2.9. rồi cảm ơn em đã xem video ha, video của mình hôm nay đến đây là kết thúc rồi, hẹn gặp lại anh em trong thứ sáu tuần sau.